Rồi có học đi. Đổ ra hết đã. Đúng rồi. Giỏi. Chữ gì đây? No, không phải. Ở đâu? No, không phải luôn. Ở đâu? Thì giỏi quá. Giỏi quá. Good. Yes. No. Biết là no còn giả bộ để đó nữa. Chỗ nào? À, phải không? Phải không? No hả? No. No luôn. Chữ đó ở đâu? Nhìn kỹ. Chữ đó chữ gì? Nhanh. Đúng màu nhưng mà không đúng chữ. No. No. Sao con kiếm chữ khác hoài vậy? Con gắn vô một chữ xong đến một chữ chứ bắp. Em đâu? Giỏi. Em. Giỏi. Vỗ tay. Vỗ tay cho bắp đi. Chữ gì đây? J. Đúng rồi. Giỏi. J. Wow, giỏi, vỗ tay cho bắp đi. Chữ gì đây? Ai? Đúng rồi. Nằm ở đâu? Bạn chữ cái ở đâu? Nó nằm chỗ nào? Wow, giỏi, vỗ tay cho bắp đi. Rồi, tiếp tục. Nằm Chữ gì? đâu? Hả? Nằm Eo. Giỏi. Đâu? Sắp được rồi. Sắp được rồi. Để đàng hoàng. Để đàng hoàng, sắp được rồi, sắp được, lộn rồi. Xích qua xíu nữa, quay lại á. Rồi. Wow, giỏi, vỗ tay cho bắp đi. Tiếp tục. Chữ gì? X. No, không phải chỗ đó. Con biết là con xạo lắm nha, con giả bộ để chỗ khác nha. Yes, giỏi, vỗ tay cho bắp đi. Giỏi quá. Chữ đó chữ gì? Chữ đó chữ bi hả? You. Đúng không? Cái gì đúng? Dạ đúng, đúng rồi. Giỏi. Ồ, hay quá vậy ta, bắp biết ta. Wow, vỗ tay. Tiếp tục. Chữ gì đây? Si. Đúng rồi. Si đâu? Si để đâu? Wow, giỏi, vỗ tay cho bắp. Chữ đó chữ gì? Đi. Giỏi, vỗ tay luôn. Quá wow, nhanh quá vậy, sao hôm nay làm nhanh nhờ? A hả? Ây, chữ đó chữ A chứ lộn, tiếng Anh là A nha. Vỗ tay. B. Quá wow, con hay quá vậy, sao hôm nay làm nhanh quá vậy? Hôm nay học nhanh thế. Học nhanh. Học nhanh. Chữ B đâu? Chữ B gắn chỗ nào? Gắn chỗ nào con gắn vô? Đâu, gắn vô cho ba coi coi, đúng chưa? Đúng rồi, sắp cho nó đàng hoàng lại. Rất là giỏi. Giỏi lắm. Ba vỗ tay cho bắp đi. Vỗ tay. Chữ gì nữa? Chữ gì? Y. Giỏi. Gắn vô. Sắp đúng rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi. Đâu? Sắp rồi, sắp rồi. Wow, còn chút xíu nữa, chút xíu nữa. Wow, giỏi quá, giỏi quá, bắp của ba giỏi quá. Giỏi. Ủa, gắn nhanh lên. Giỏi. Rồi, dính rồi, dính rồi. Tiếp tục, chữ gì nữa? Chữ gì nữa con? Chữ G, đúng rồi. G đâu? Wow, giỏi quá, bắp biết nhiều quá.
Bác biết nhiều quá. Chữ gì nữa? S. Đấy, trời giỏi, hôm nay nhanh quá, cái này nhanh nè, cái này nhanh nè, đúng rồi, giỏi quá. Còn thiếu chữ đó đúng không? Đi kiếm chữ đó cho ba. Chữ Y. Giỏi. Gắn vào. Đúng chưa? Đúng chưa? Để mà gắn cho nó đàng hoàng lại đã, xong mình mới gắn cái đó vô. Đúng, giỏi. Giỏi. Sắp được rồi. Sắp được rồi. Chưa được, chưa được. Sắp được rồi. Con phải làm cho nó đúng đúng cái chiều nó mới được con. Đâu? Đúng rồi đó. Sắp rồi, sắp rồi. Giỏi, giỏi, vỗ tay. Tới chữ gì? Cái đó là không phải là chữ em, tại vì nó cũng giống như chữ em mà nó là W. Giỏi, W. W để ở đâu? W để ở đâu? Con nhìn coi coi chỗ nào giống nó nè. Chữ nào giống? Con tìm chưa ra hả? Con tìm chưa ra hả? Chữ nào giống? Nhìn coi nó chỗ nào giống nó, chữ nào giống nó? Chữ nào giống nó con? Chữ nào? Không phải, không phải chữ đó. Cái chữ đó màu gì? Không phải, cái chữ F là màu đỏ thì đúng rồi. Cái chữ đây nè, chữ W này nè, màu gì? Rồi, ba giúp nha, ba giúp nha. Ở đây nè. Đó. Giỏi, giỏi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Sắp được rồi con. Đó. Đâu, đúng chưa? Đúng rồi, con để đúng rồi đó. Con để đúng rồi đó. Con để chữ W vô đã chứ em, đúng rồi. W để vô. Đúng rồi, lật ngược lại, lật ngược lại. Đó, đó. Giỏi, giỏi nè, sắp giỏi rồi. Sắp được rồi. Sắp được rồi. Giỏi, vỗ tay. Ủa, con chữ đó đâu? Chữ đó đâu rồi? À, nó ở đây hả? Nó giỏi nè, giỏi luôn nè. Đó, đúng rồi đó, đúng chiều rồi. Cái đó là bị ngược rồi con. Lật lại, lật lại. Xích qua xíu nữa, xích qua chút xíu nữa. Quay lại, quay lại, quay lại mới vừa con. Quay nó lại, đó, như vậy đó. Quay lại chút xíu nữa, quay lại chút xíu nữa. Đó, giỏi, vỗ tay cho bắp đi. Tới chữ gì? Chữ A. Giỏi, trời ơi, nhanh quá, giờ chữ đó nhanh quá, giỏi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Chữ đó chữ gì? N. Không phải chỗ đó con, không phải chỗ đó, không phải chỗ đó. Đâu phải chỗ đó đâu. Còn thấy chưa, sai thấy chưa? Còn thấy sai chưa? Đó, còn thấy sai chưa? Đúng rồi, chữ Z nằm chỗ đó, đúng rồi. Chữ N đâu, chữ N nãy đâu? Chữ N ba... N. Rồi, ba giúp nha. Ba giúp cho... Ba giúp cho N nằm ở đâu nha. Tại vì nó hơi giống nhau. Đó, đây nè. Đây nè. Ồ, giỏi quá. Bắp giỏi quá. Rồi, tiếp tục còn có mấy chữ à? Wow, bắp sắp hết rồi hả? Nhanh quá vậy. Con chữ gì vậy? Chữ đó chữ gì? O. Chữ O hả? Giỏi quá. Chữ O đâu? Nhầm. Đâu? Lâm. Trời ơi, giỏi quá, giỏi quá. Ủa sao chữ U rớt ra rồi, chữ U. À, gắn vô. Gắn vô, sắp được rồi. Giỏi quá. Giỏi quá. Ngược rồi, ngược rồi. Quay lại, quay lại, quay lại. Rồi, gắn vô. Gắn vô. Gắn vô tuột rồi. Giỏi. Rồi. Giỏi. Giỏi. Vỗ tay. Wow. Bắp còn có mấy chữ thôi. Cố lên. Chữ đó chữ gì? Chữ đó chữ gì? H. Hò. Ê, đừng đổ ra. Rồi. Xong. Bao nhiêu công sức con đã đổ ra hết rồi. Rồi. Học lại từ đầu nha. Rồi. Học lại từ đầu nha con.